hân hạnh giới thiệu cùng quý thính giả truyện ngắn Nhịp Cầu của Nguyễn Ngọc Ngạn qua hai giọng đọc Nguyễn Cao Kỳ Duyên và tác giả. Cái khổ của Tùng bắt đầu từ một chuyện tình. Bây giờ ngồi ôn lại chặng đường thăng trầm đã qua đi, Tùng bùi ngùi gọi đó là một chuyện tình buồn. Nhưng xét cho cùng thì trên đời này có chuyện tình nào mà không buồn. Đầu đuôi như thế này. Bây giờ là khoảng năm 81, Tùng đang định cư ở Canada, nghe bạn bè xúi dại bảo rằng qua Mỹ sướng hơn. Thế là Tùng siêu lòng, quyết định kế hoạch chuyển hộ khẩu sang Cali. Tùng không rành về luật di trú, nhưng chàng biết chắc rằng con đường ngắn nhất, dễ nhất là làm hôn thú với một em ở bên kia biên giới. Bởi vì thời nào, nước nào thì vợ chồng cũng vẫn là ưu tiên một trong vấn đề đoàn tụ. Tùng lục trong trí nhớ, moi ra địa chỉ và số phone của tất cả những người đàn bà mà chàng quen biết hiện đang định cư tại Mỹ, bất kể già trẻ lớn bé, xem có ai còn ế ẩm để bắt Nhịp Cầu đưa chàng ra đi không hẹn ngày trở lại. Nhưng chẳng còn ai, vạn người quen có mấy người thân, tốn vài chục cú phone long distance, lần nào cũng bị trả lời một cách tàn nhẫn, hoặc thậm chí có người chỉ cười khinh bỉ, không thèm tiếp chuyện Tùng. Họ cười Tùng cũng phải, bởi thời ấy đàn bà con gái còn hiếm lắm, vì chưa có HO, chưa có ODP đoàn tụ gia đình, chưa có phong trào du lịch Việt Nam và thế hệ trẻ cũng chưa kịp lớn. Có bà tử tế nói thẳng để Tùng đừng nuôi hy vọng. Đàn ông bên này cả đống, quơ không hết, ngu gì lôi ông qua đây cho thêm phiền. Thôi cứ ở bên đó đi. Tùng hơi thất vọng nhưng chưa bỏ cuộc. Hào quang nước Mỹ vĩ đại quá, ngày đêm ám ảnh Tùng như một thế giới muôn màu, một thiên đường hạ giới mà Tùng không thể không đặt chân đến. Đây nhé, nước Mỹ có sòng bài với hàng triệu ánh đèn rực rỡ mà Tùng vẫn thường xem trên màn ảnh, trong khi Canada thì đạo đức giả dứt khoát không cho mở casino để Tùng có thể ghé qua giải sầu vào mỗi cuối tuần. Nước Mỹ cho mua súng tự do, Tùng mà qua được thì trong người, trong xe, trong nhà lúc nào cũng sẽ để sẵn khẩu côn 45 hoặc cây súng trường cho tăng thêm phần oai vệ và tự tin. Nước Mỹ buôn bán một tuần 7 ngày, trong khi Canada cấm mở tiệm Chúa Nhật vì muốn dân chúng dành thì giờ cho gia đình và đi lễ nhà thờ. Đặc biệt nhất đối với Tùng là nước Mỹ có phim 3X, quăng ra mấy đồng tha hồ coi từ sáng đến tối, trong khi Canada lúc nào cũng muốn ngăn chặn những màn giải trí hấp dẫn đó. Chỉ một quãng đường xe qua biên giới, hai xã hội hoàn toàn khác biệt. Canada vừa lạnh vừa buồn, không phù hợp với những háo hức sôi động của Tùng. Chàng suy nghĩ một ngày rồi phone cho Lưu. Thằng bạn đã xúi chàng bỏ Canada, và Lưu bảo chàng cứ qua trước rồi tính sau, theo kiểu làm chuồng trước mua heo sau. Đồng thời Lưu cũng hứa hẹn đủ thứ, khiến Tùng càng phấn khởi và an tâm lên đường. Nhưng đâu phải cứ muốn đi là đi. Công dân mang quốc tịch Canada thì qua biên giới chỉ việc trình thẻ, bởi đã có sự thỏa thuận giữa hai nước. Tùng chưa nhập tịch, cho nên việc đầu tiên là chàng phải kiếm cái travel document, nghĩa là một thứ sổ thông hành tạm thay thế passport. Cũng không khó khăn lắm, điền đơn, chụp hình, kèm vài chục đồng lệ phí gửi về thủ đô Ottawa. Khoảng 3 tháng sau thì chàng nhận được cuốn sổ quý giá đó. Tùng mừng hơn trúng số, lập tức báo cho Lưu biết, rồi chạy ngay ra tòa lãnh sự Mỹ để xin đóng dấu visa vào Mỹ. Nhân viên sứ quán niềm nở hỏi Tùng: Ông qua Mỹ chơi hay có việc gì? Tùng hiên ngang đáp: Dạ tôi qua chơi. Nhân viên sứ quán gật đầu hài lòng và hỏi thêm: Tốt, ông đang làm gì ở Canada? Tùng ú ớ trả lời: Dạ tôi đang thất nghiệp. Nhân viên sứ quán nở nụ cười hiền hòa và kiên nhẫn giải thích: Thưa ông, nước Mỹ chúng tôi không khoái người thất nghiệp qua du lịch,
ông về kiếm việc làm đi, và phải làm một công việc cố định ít nhất 6 tháng liên tục. Sau đó ông trở lại đây mang theo giấy chứng nhận việc làm của chủ. Nói trắng ra để ông thông cảm là nước Mỹ chúng tôi welcome ông sang chơi, nhưng không thích ông ở lại bởi chúng tôi dư người rồi. Ông hiểu chưa? Tùng gật đầu nhận lại cuốn sổ, lủi thủi ra về, lê gót đi tìm việc. Tìm thật chứ không phải giả vờ. Những năm sau này, khi business Việt Nam đã phát triển ào ạt tại các thành phố đông người, thì việc xin mảnh giấy chứng nhận là chuyện rất dễ dàng. Một tiệm ăn, một chủ chợ, một nhà in, một quán cà phê, chẳng ai nỡ khước từ Tùng cái ân huệ nhỏ bé đó. Nhưng vào thời ấy, thương trường chưa có chỗ đứng cho người Việt, nên Tùng phải lao đầu vào hãng xưởng Canada kiếm việc làm, hy vọng nửa năm sau xin cái giấy chứng nhận mang ra tòa lãnh sự Mỹ. Tùng chạy đôn chạy đáo, nhờ người này cậy người kia, định tâm sẵn sàng nhận bất cứ công việc gì dù chỉ được mức lương tối thiểu. Vậy mà cả tháng trời vẫn chưa có chỗ. Chàng hết sức hối hận, bởi ngày đầu mới sang định cư, sở di trú giới thiệu cho chàng khá nhiều job mà chàng đều chê, với cái lý do rất ngụy biện là trên mảnh đất tạm dung chàng không bận tâm đến vật chất, chỉ cần ngày hai bữa để hướng về quê hương là được rồi. Gần 2 năm lêu bêu lãnh welfare, bây giờ mới thấy tiếc, cần việc thì lại kiếm không ra. Biết Tùng gặp khó khăn, thỉnh thoảng Lưu vẫn gọi qua an ủi và khuyến khích, đồng thời vẽ ra trong trí Tùng viễn ảnh huy hoàng của nước Mỹ để Tùng đừng ngã lòng bỏ cuộc. Có bà hàng xóm tốt bụng từng sống lâu năm ở Canada biết ý định của Tùng, vội chạy sang ngăn cản. Bà nói: "Cậu thử tính lại xem, nếu đem Canada với Mỹ đặt lên bàn cân thì có thể nói là 1-9-1-10. Chẳng ai liều lĩnh bỏ 9 đi đổi lấy 10. Ở đâu cũng thế thôi. Cậu qua đó giấy tờ không hợp lệ, phí uổng thì giờ, rồi không khéo lại trở về tay không." Tùng không cãi, nhưng xem chừng không đồng ý. Bà hàng xóm giải thích thêm: "Mà xét cho cùng, cậu đi Cali thì chỉ hơn Canada một điểm là không lạnh, còn nhiều mặt khác thì thua xa Canada. Chẳng hạn như y tế là rõ rệt nhất. Mai kia cậu lấy vợ sanh đứa con ít nhất cũng tốn vài ngàn đồng, trong khi ở Canada đẻ đứa con chỉ tốn 10 đồng bạc ghi tên nhập bệnh viện." Tùng không nói gì, bà hàng xóm lại mỉm cười tiếp: "Sự nhất là ở Canada mà trúng số, cậu trúng bao nhiêu người ta đưa liền một lúc và hoàn toàn miễn thuế. Sang Mỹ trúng độc đắc cũng chẳng ham, vừa bị đóng thuế vừa bị trả nhỏ giọt từng tháng." Bà còn đưa ra nhiều dẫn chứng khác, chẳng hạn vấn đề an sinh xã hội, an toàn đời sống, nền tảng gia đình vân vân, để thuyết phục Tùng ở lại. Nhưng dĩ nhiên Tùng vẫn khăng khăng với quyết định lên đường. Gần một năm sau, Tùng đạt được tất cả những điều mà tòa lãnh sự Mỹ yêu cầu. Chàng treo bảng garage sale bán hết tư trang hòm xiềng, vơ vét được hơn 3.000 khăn gói quả mướp ra đi, dã từ xứ lạnh Canada. Gặp Liêu ở Cali, việc đầu tiên Tùng và Liêu phải làm là rêu rao khắp phố phường cho mọi người biết là Tùng đang cần tìm vợ. Bất cứ ai tuổi từ 13 đến 53, không phân biệt nhan sắc, tài sản và tôn giáo, miễn là đàn bà, Tùng sẽ đều rộng lượng ký hôn thú ngay. Nghe lời Liêu, Tùng cũng quảng ra ít tiền còm, nhắn tin kết bạn trên báo biếu tại địa phương. Báo biếu thời ấy chưa có nhiều, chỉ vài tờ ra hàng tuần, và Liêu chủ trương đăng cầu may thôi chứ không tin là sẽ có người để mắt tới. Nhưng không ngờ, có lẽ nhờ nội dung bản nhắn tin hết sức văn hoa và thống thiết, cho nên chỉ một tuần sau là có kết quả. Một bà khoảng tuổi 30, giọng nói rất dịu ngọt, điện thoại ngỏ ý muốn gặp Tùng. Lu ngạc nhiên lắm: "Giữa mảnh đất Cali này đầy đồng hương này, sao lại có người ế ẩm đến giờ này để cơ duyên đưa đến cho Tùng?" Dù thân Tùng và thương Tùng đến đâu, Liêu cũng phải khách quan nhận chân một điều rằng thằng bạn của mình chỉ là gã thanh niên tầm thường về mọi mặt, lại lêu bêu vô gia cư, vô nghề nghiệp. Nếu có dịp này Tùng nên duyên được với người đẹp thì quả thực phải nhờ số đào hoa đặc biệt trời ban cho nó. Và vì tò mò, hôm Tùng hẹn người đẹp ở quán cà phê, Liêu nhất định đòi đi theo cho bằng được. Liêu ngồi riêng ở một bàn khác quan sát.
Lúc nàng xuất hiện, Lưu lại càng giật mình, sửng sốt vì không ngờ nàng còn trẻ đẹp hơn cả hình ảnh mà Lưu đã tưởng tượng về nàng. Điều này làm Lưu cảm thấy hối hận đã không tự đăng báo tìm bạn bốn phương cho chính mình, để đến giờ này vẫn lang thang cô quạnh, phải la cà với mấy cô gái Mỹ. Còn Tùng thì khỏi nói, đối diện nàng mặt mũi Tùng ngơ ngác, lúng ta lúng túng, mất đến cả nửa giờ mới bình tâm nói chuyện được một cách điềm tĩnh. Cũng may tính tình nàng bình dị, giao tế, thân tình và cởi mở, giúp Tùng dễ dàng vượt qua những phút đầu đầy mặc cảm. Tùng dốc hết hầu bao mua quà tặng nàng, rủ nàng đi ăn, đi cine, rong chơi ngoài bãi biển, tham viếng những thắng cảnh quanh thành phố cho đúng thủ tục tìm hiểu nhau trước khi tiến đến hôn nhân. Mặc dù trong hoàn cảnh của chàng, đúng ra thì chẳng cần phải tìm hiểu gì cả. Bước sang tuần lễ thứ ba, tuy chưa đi sâu vào được quần chúng, nhưng hai người đã thân nhau lắm. Tùng mới run run thú nhận chàng từ Canada qua, muốn cưới vợ để ở lại. Nàng cười thông cảm, không nói gì. Nhưng lần gặp đó là lần chót, nàng biến mất luôn, không bao giờ còn liên lạc với Tùng nữa. Là bởi vì chính nàng cũng từ Âu Châu qua, nửa năm nay sống lậu trên đất Mỹ, cần người làm hôn thú để ở lại Cali. Cả hai đồng cảnh ngộ, cùng cư trú bất hợp pháp, gặp nhau làm gì nữa. Tốn một mớ bạc chẳng đi đến đâu, chiến dịch thông tin kể như hoàn toàn thất bại, Lưu bàn với Tùng một kế hoạch mới. Và kế hoạch này có tính cách khẩn trương, bởi vì Tùng sắp hết hạn du lịch tại Mỹ. Tùng ưu tư lắm, quay về chậm có thể sẽ rắc rối về vấn đề cư trú tại Canada. Mà nghĩ đến chuyện quay về thì cũng chỉ là một giải pháp bất đắc dĩ, một lựa chọn tối hạ, bởi Tùng đã bán sạch đồ đạc, trả nhà cho chủ và hiên ngang tuyên bố một đi không trở lại. Lẽ nào lại còn vác mặt về? Tùng lo lắng bảo Lưu: cứ ở lại đây cũng chả sao, cảnh sát có xét sổ gia đình đâu mà sợ. Nhưng tao muốn có giấy tờ hợp pháp để còn đi làm hay đi học, chứ không lẽ suốt đời ở lậu. Vài tháng nữa hết tiền lấy gì mà xài? Lưu cười: mày ở Canada gần 2 năm, giấy tờ đầy đủ, mày có chịu đi học hay đi làm gì đâu. Nhưng mà thôi, mày đã nói thế thì để tao tính. Tùng gắt lên: mày phải tính chứ, vì chính mày xúi dại tao sang đây mà. Lưu xua tay: đừng có nóng, tao đã lôi mày sang đây thì tao phải lo, yên chí đi. Buổi tối hôm đó, Lưu một mình mò đến quán rượu quen thuộc tìm Rita, cô bạn gái phóng đãng mà Lưu biết đã lâu. Rita mới ngoài 20, cũng là dân chơi như Lưu, và thỉnh thoảng khi nhàn rỗi, hai người thường quằn quại bên nhau trên chiếc giường waterbed rộng thênh thang của Lưu. Nàng có mặt hầu như mỗi đêm tại quán này, vì đó là điểm hẹn của ái tình và cần sa. Đêm nay vừa thấy Lưu, Rita ngạc nhiên hỏi bằng giọng mỉa mai: đi đâu thế này, lâu quá không gặp, tưởng anh chết rồi chứ, hay là mới ở tù ra? Lưu cười cười kéo ghế ngồi sát bên Rita, gọi thêm rượu cho nàng và đáp: đến tìm em chứ đi đâu, ít gặp em nhưng lúc nào anh chả nhớ em. Rita nhún vai cười khẩy, nói với Lưu bằng thứ ngôn ngữ sống sượng mà cả hai đã rất quen tai: chắc con đào của anh hôm nay có kinh ninh anh mới tìm tôi chứ gì, tôi cũng đang mắc kẹt không ngủ với anh được đâu. Lưu biết con bé đang hờn dỗi vì lâu lắm Lưu không ngó ngàng gì đến nó. Chàng cầm bàn tay vương mùi thuốc lá của Rita, đưa lên hôn nhẹ rồi nói: bỏ đi em ơi, em làm như em thương anh lắm. Mình hiểu nhau quá mà. Thằng kép làm nghề ăn trộm của em bữa nay đi đâu mà em ngồi một mình đây? Rita lườm Lưu: nó ở tù rồi, đang gỡ bánh xe người ta thì bị bắt. Lần này chắc cũng phải nửa năm mới ra. Còn anh đổi số phone phải không? Thằng kép tôi vừa vô tù là tôi phone ngay cho anh mà không gặp. Trốn tôi hay sao mà đổi điện thoại? Trốn thì trốn luôn, còn bác mặt tới đây làm gì? Thực ra thì chuyện trách móc đàn ông chỉ là một thói quen nghề nghiệp của Rita. Nàng giao du rất nhiều mà gặp anh nào nàng cũng òn ẻn làm như nhớ nhung lắm. Biết rõ như thế nên chẳng bao giờ Lưu xúc động. Giả sử bây giờ Rita có lăn đùng ra giữa nhà mà khóc lóc thảm thiết thì Lưu cũng sẽ vẫn dửng dưng,
bởi chàng biết đó chỉ là màn kịch vòi tiền để hút marijuana mà thôi. Lưu nâng cốc rượu chìa ra trước mặt Rita và nói: "Uống mừng gặp lại em." Rita cũng nâng ly, mỉm cười gật đầu và uống một hớp lớn, cạn gần hết rượu trong ly. Nàng thở phào rồi đốt thuốc hút. Lưu đặt ly xuống quầy và nhập đề: "Cô em muốn có vài nghìn xài chơi mà không phải lao động gì không?" Rita liếc mắt nhìn Lưu ngờ vực. "Anh nói giỡn à?" Lưu nghiêm mặt nhấn mạnh: "Không, thiệt mà. Chẳng những thế, cô em còn được phục vụ rất kỹ nếu cô em muốn." Rita nốc cạn ly rượu, nhíu mày hỏi lại: "Đóng phim con heo chắc?" Nhìn rõ sự tò mò của Rita trong ánh mắt, Lưu mới từ từ giải thích: "Cái này Tây nó gọi là trước mua vui sau làm nghĩa. Để anh kể cho em nghe. Anh có thằng bạn thân đang sống ở Canada, tên nó là Tùng, Tôn Thất Tùng, 28 tuổi, độc thân, yêu màu tím, thích nhạc Trịnh Công Sơn và mến tiếng hát Thanh Tuyền. Bây giờ nó muốn bỏ Canada qua Mỹ." Lưu ngừng lại nhìn Rita chờ đợi, tưởng rằng chỉ cần vài lời phi lộ như thế là nàng đã phải hiểu Lưu muốn gì và nàng sẽ tiếp lời Lưu. Nhưng Rita nhún vai hỏi: "So what? Rồi sao?" Lưu chửi thầm trong bụng: "Ngu thấy mẹ, nói vậy mà vẫn tối dạ." Rồi Lưu phân trần tiếp: "Thằng bạn anh qua Mỹ được hay không là do ở em. Em chỉ việc nhẹ nhàng ký vào tờ hôn thú lôi nó sang đây. Vài tháng sau ly dị, mạnh ai nấy sống, nó sẽ biếu em vài nghìn tiêu vặt." Rita thấy câu chuyện bắt đầu hấp dẫn bởi nó dính đến tiền. Nàng đã từng nghe nói có nhiều cô gái Mỹ làm hôn thú giả để đưa đàn ông Mexico sang Mỹ, đôi bên cùng có lợi. Nàng hỏi thẳng: "Thằng bạn anh offer bao nhiêu?" Lưu thấy thời cơ đã đến, bèn cầm tay Rita và tha thiết nói: "Thú thật với em, thằng bạn anh nghèo lắm. Nó cũng là một người di tản buồn như anh, chỉ khác nó đẹp trai gấp đôi anh. Tài sản hiện nay của nó chỉ có 4.000, em cầm đỡ 3.500, hút xì ke lai rai cũng được vài tháng." Lưu đã nói đúng cái điều mà Rita đang nghĩ. Từ ngày bỏ học ngang, lần lượt ở với hơn 10 người đàn ông khác nhau, nàng vẫn chuyên trị welfare. Tiền ăn, tiền nhà thì tương đối tạm đủ, nhưng cái khoản cần sa và rượu thì chính phủ không chu cấp, cho nên lúc nào nàng cũng kẹt. Tuy vậy, nàng có nghe người ta kể là một lần ký hôn thú đưa người nhập cảnh lậu, tệ lắm cũng phải được trả 7-8.000 đô mới bỏ công. Bây giờ Lưu chỉ đề nghị có 3.500 thì rẻ quá. Nàng bĩu môi nói: "Tôi đâu có mất giá như vậy." Lưu năn nỉ tiếp: "Em phải nghĩ đến tương lai. Đây chỉ là bước đầu thôi. Để anh làm manager cho em, mang lợi đến cho em đều đều. Đây nhé, từ lúc ký hôn thú đến khi ly dị, thủ tục chỉ mất có khoảng 6 tháng. Như thế thì cứ trung bình mỗi năm em lấy được 2 thằng chồng. Anh sẽ giới thiệu khách cho em. Vị chi một năm em bợ gần 10 sắp rồi còn gì nữa." Rita vẫn lắc đầu: "Một cái business nguy hiểm như thế mà chỉ income có gần 10.000 một năm thì nhầm nhò gì?" Lưu trợn mắt tiếp: "Em ngây thơ quá. 10.000 này chỉ là nghề tay trái mà thôi. Còn nghề tay phải của em thì vẫn là lãnh vào phe." Dứt lời, Lưu cười cười gọi thêm rượu cho nàng và tiếp tục thuyết pháp: "Em nên nhớ là tất cả những lợi tức này đều miễn thuế cả. Như thế em là cha thiên hạ rồi còn gì nữa." Rita im lặng nhìn Lưu suy nghĩ. Đôi mắt nàng long lanh như toát ra toàn men say. Lưu chỉ chiết thêm: "Đối với người khác ấy, thì em cần tính toán. Nhưng đối với anh thì em không nên tính toán gì cả. Người Việt Nam có câu, một ngày là nghĩa. Huống chi anh với em đã ngủ với nhau mấy chục lần rồi. Bây giờ anh có việc nhờ em, nỡ nào em từ chối." Rita thở dài gật đầu đáp: "Thôi cũng được, nhảy lời anh em mới chấp nhận. Chứ 3.500 thì thật ra quá ít, coi như bán sale đến 50% đó." Thật ra thì chẳng phải nàng nể lời Lưu, mà chỉ vì Lưu đề nghị đúng lúc nàng đang quá kẹt tiền, nên nàng đành phải chấp thuận. Lưu khoái chí bưng cốc rượu, nhoài người hôn lên má Rita, nhưng nàng ngăn lại và bảo: "Chưa xong, anh đừng vội mừng. Anh phải đem thằng bạn anh lại cho em coi mặt đã. Đẹp trai thì em mới chịu, xấu thì đi chỗ khác chơi.
thằng bạn anh có được như anh không? Lưu nhấn mạnh, đã bảo là nó đẹp trai gấp đôi anh mà. Đại khái thì em cứ hình dung Robert Redford hồi còn trẻ thế nào thì thằng bạn anh cũng tương tự như vậy. Nhưng mà em lấy chơi chứ có lấy thật đâu mà xấu với đẹp. Rita dứt khoát. Không cần biết, chiều mai đem thằng bạn anh lại đây, đúng 5 giờ. Lưu nói ok, rồi hân hoan đứng dậy, khom người hôn lên trán Rita một lần nữa và khệnh khạng bước ra cửa. Chàng dừng lại trên thềm nhìn quanh hai bên đường. Tiếng nhạc nện thình thịch từ trong vọng ra, thỉnh thoảng vụt lớn lên mỗi khi có người mở cửa. Chàng lần tay vào túi quần tìm được đồng bạc cắc để điện thoại ngay về báo tin vui cho Tùng biết. Hôm sau, Lưu đến nhà Tùng từ buổi sáng chuẩn bị trang điểm cho Tùng để ra mắt người đẹp. Chuyến đi này hết sức quan trọng cho Tùng nên Lưu không thể lơ là được. Lưu vốn biết rõ sở thích của Rita nên cần phải làm sao cho Tùng xuất hiện đúng với gu của nàng. Tùng lôi trong vali bộ vest ba mảnh màu xanh đậm trịnh trọng mặc vào rồi đứng ngay ngắn cho Lưu ngắm. Nhưng Lưu nhăn mặt lắc đầu và bảo, không được, trông già lắm. Mày mặc bộ đồ này tới nó sẽ hỏi ngay mày là mày đi đám tang ai vậy. Rồi Lưu đẩy Tùng lên xe, bắt đi sắm jacket mới, mặc với quần màu nhạt, ống túm cho hợp với thời trang, giày mũi nhọn đang thịnh hành. Quan trọng nhất là mái tóc, Tùng cần phải uốn ép xế nhuộm để khuôn mặt nhà quê của chàng hoàn toàn đổi khác, như một loại dân chơi thứ thiệt mà Rita mong đợi. Lưu dặn Tùng, gặp nó đó, mày phải tỉnh bơ làm như dân trong nghề, nói tục càng nhiều càng tốt, câu nào cũng chửi thề là ăn tiền. Không cần chửi mày cũng cứ chửi, nhớ chưa? Tùng phì cười lẽo đẽo đi bên cạnh Lưu, lòng hồi hộp như lần đầu tiên biết yêu. Đến điểm hẹn, Tùng khệnh khạng theo Lưu bước vào. Khung cảnh ba rượu là một cái gì quá mới mẻ đối với Tùng, nhưng nhớ lời Lưu dặn, Tùng phải làm ra vẻ sành đời, mặt hếch lên, tiến thẳng lại quầy và gọi ngay ly cô nhắc không đá y như dân chơi thứ thiệt. Cũng may tiệm vắng khách nên Tùng không bị khớp lắm. Chàng gật đầu chào Rita, miệng nói hai, rồi kéo ghế ngồi bên cạnh. Vừa thấy Tùng, Rita gật gù khen ngợi, not bad. Rồi nàng soi mói nhìn Tùng từ đầu đến chân, đôi mắt đa tình sâu thẳm khiến Tùng thấy nhột, như có bàn tay ai đang xoa nhẹ trên toàn thân chàng. Nàng bắt tay Tùng và bảo, ít ra chồng tôi cũng phải như thế này chứ. Tùng cười òn ẻn như cô gái nhà lành lần đầu tiên có người đến xem mặt. Chàng ngồi xuống bên cạnh Rita, nhìn nàng uống rượu và thỉnh thoảng chàng cũng nâng ly nhấp một chút cho đỡ ngượng. Lưu ngồi xa xa, khoanh tay ngắm đôi trẻ ý hợp tâm đầu, lâu lâu nháy mắt cười với Tùng. Bỗng Rita đột ngột chìa bàn tay hỏi Tùng, tiền đâu, đưa đây. Tùng toan móc túi thì Lưu tiến nhanh lại và gạ gẫm, anh xin thú thật với em, hôm qua anh có hứa với em là thằng bạn anh đây sẽ đưa cho em 3.500, nhưng mà hôm nay kiểm lại thì nó đã lỡ tiêu mất 1.000 rồi. Bây giờ anh xin em cho nó đặt cọc trước 2.000, còn 1.500 thì trả bằng credit, lãi suất 24% giống hệt như American Express. Rita đang vui bỗng sụ mặt xuống, bực bội nhìn Tùng rồi lại nhìn Lưu. Lưu vội nỉ non thêm, anh cam đoan với em, trong 6 tháng mà nó không trả được thì anh trả. Rita gắt nhẹ, anh lấy tiền đâu mà trả, đến ngủ với tôi để trừ nợ à? Lưu kiên nhẫn dụ dỗ, đời mình còn dài mà em, bữa nay em giúp anh chuyện này, biết đâu mai kia anh hoặc thằng bạn anh đây sẽ giúp lại em chuyện khác. Rita đấm vào Lưu và lắc đầu nói, anh đúng là một thằng lưu manh. Lưu gật đầu, cảm ơn em, anh không ngờ em cũng biết nhận xét. Thế là câu chuyện êm xuôi đúng như Lưu dự liệu. Rita và Tùng đem nhau ra tòa ký hôn thú rồi chia tay, ai về nhà nấy hân hoan chờ ngày ly dị. Nhưng ngay hôm sau, Rita hốt hoảng điện thoại cho Tùng và bảo, anh Tùng ơi, mình sống kiểu này không được đâu. Em nghe người ta nói sở di trú bất thần sẽ cho người đến kiểm tra, vì hiện có rất nhiều đám cưới giả để đưa người nhập cảnh lậu. Bây giờ anh phải thu xếp, một là anh đến đây ở với em, hai là em qua ở với anh. Vài tháng sau sở di trú hết nghi ngờ thì mình chia tay.
Tùng bắt đầu lo lắng. Nếu họ khám phá ra chàng man trá thì chàng sẽ bị đuổi về và Rita có thể vào tù. Tùng chạy ngay đi gặp Lưu kể lể đầu đuôi. Lưu gật đầu giảng: thì lâu lâu cũng có trường hợp Sở Duy Chú theo dõi, nhưng thường là bị tố kìa. Tao đoán là con Rita nó khoái mày nên nó mới phịa ra. Nhưng mà càng tốt, cọc tìm châu, tội gì mày không dọn vào ở chung với nó. Cơm no bò cưỡi sướng thấy mẹ. Mà nếu mày khéo á thì lại có thể lờ luôn cả cái số tiền nợ đấy. Thật ra thì nhìn Rita, Tùng cũng ham lắm. Nàng có sức hút mãnh liệt đối với đàn ông nhờ khuôn mặt đẹp, mái tóc gợi cảm và nhất là thân hình tuyệt mỹ. Chẳng thế mà bao nhiêu thanh niên nàng gặp ở ba rượu đều đã chết mê chết mệt vì nàng. 5 năm trước, Rita đang học lớp 10 ở một thành phố nửa quê nửa tỉnh. Nàng đi bơi từ nhỏ, tập thể dục thẩm mỹ thường xuyên nên dễ dàng trở thành ngôi sao sáng của trường trung học mà bạn bè ai cũng trầm trồ khen ngợi về nhan sắc và nhất là thân hình. Một hôm đọc báo thấy công ty tuyển dụng model ở Los đang cần người để giới thiệu cho các nhà design thời trang, các hãng phim và các hãng quảng cáo. Rita liền gửi hình, ghi tên ứng tuyển, hy vọng bước chân sang một thế giới khác sang lạng hơn. Chỉ một tuần sau, nàng được chấp nhận ngay. Hân hoan từ giã mẹ cha và bạn bè bay xuống kinh đô điện ảnh thế giới. Người ta đón nàng bằng sự nồng nàn, tiếp rượu đưa nàng đi chụp hình đủ các kiểu, đứng ngồi nằm bò trong y phục dạ hội, áo tắm và cuối cùng là khỏa thân. Bên cạnh đó, nàng được mời dự liên tiếp những buổi party, làm quen với xe limousine, với âm nhạc cuồng loạn, với rượu, bia, thuốc lá và dĩ nhiên cả cần sa nữa. Mấy tháng trôi qua, những người đàn ông lịch thiệp trong công ty, từ chủ nhân đến anh chàng thợ chụp hình, từ gã phụ trách make up cho đến anh chàng chỉ lo ánh sáng trong studio, đều lần lượt ngủ với nàng, mà sự nghiệp người mẫu của nàng vẫn chẳng tiến lên được chút nào. Nửa năm sau, khi nàng đã lún sâu vào cái thú cần sa và rượu mạnh, trở thành nghiện ngập không thể bỏ được nữa, người ta mới nói thật cho nàng biết họ tuyển nàng để giới thiệu đi đóng phim Con Heo, và đó là con đường duy nhất để nàng có tiền hút xì ke và uống rượu. Dĩ nhiên, nàng không phải là người thứ nhất lâm vào cảnh ngộ này, bởi cái công ty model trá hình này đã hoạt động từ lâu, đã lựa hàng chục cô gái ngây thơ có thân hình đẹp và hiền. Nay nó vẫn tiếp tục đăng báo tuyển người. Có đến 90% những cô gái bất hạnh lọt vào mạng lưới này đều phải chấp nhận đóng phim vì cần tiền hút, tiền uống rượu và quen ăn xài, phóng tay rộng rãi. Rita vẫn còn may là tuy bị vướng xì ke, nhưng nàng vẫn can đảm thoát ra được. Chưa kịp đóng cuốn phim nào, nàng không thể quay về quê xưa được nữa, một mình dọn tới thành phố này và gặp Liêu trong một party gia đình nhân dịp lễ Noel. Từ đó đến đây, tình nhân của Rita nhiều lắm, gom đủ mọi quốc tịch, cả đen lẫn trắng. Nhưng Liêu là người Á Châu duy nhất chia sẻ ái ân với nàng và xem chừng nàng quý Liêu hơn mọi gã khác, bởi Liêu không cư xử với nàng bằng thứ tình cảm hời hợt của kẻ qua đường. Và người nối tiếp Liêu bây giờ là Tùng. Dĩ nhiên Tùng cũng bị sắc đẹp rực rỡ của Rita làm mê hoặc, nhưng Tùng vẫn ngần ngại bảo Liêu: kẹt cho tao quá,
Tao chủ ý sang đây để lấy vợ Việt chứ đâu có khoái đàn bà Mỹ. Lưu khuyến khích. Vẫn biết là vậy, nhưng tạm thời cứ ở với nó vài tháng, mất mát gì. Cái lợi đầu tiên của mày là mày sẽ giỏi tiếng Anh. Đi học Anh văn ở trường 3 năm cũng không bằng ở chung với nó 1 năm. Mày tin tao đi, tao đã trải qua rồi. Tùng trầm ngâm nói. Kẹt nhất cho tao là con nhỏ Thu, bồ tao còn ở Việt Nam. Mày biết mà, tụi tao đã hứa hẹn với nhau từ trước khi vượt biển. Nếu nó biết tao sống với Đầm, mai kia làm sao tao giải thích được. Lưu nạt. Chuyện ở đây không lo, lo chuyện Việt Nam. Biết đời nào nó qua được. Xa nhau gần 3 năm rồi, đã chắc gì nó còn nhớ đến mày, hay là đã cuốn gói theo thằng khác rồi. Thôi, dọn qua ở với con Rita đi. Mày là thằng hên nhất đời rồi. Gia tài mày có cái gì? Có mỗi cái bao rác đựng vài bộ quần áo chứ có cái gì. Ở với nó, đồ đạc đầy đủ, chẳng thiếu gì cả. Thế là Tùng siêu lòng. Ngay đêm đó khăn gói sang nạp mạng cho Rita, đứa con gái Mỹ gốc Pháp mà từ thân hình đến tâm hồn, từ trong ra ngoài, lúc nào cũng ngùn ngụt bốc lửa, chỉ trừ những lúc cơn ghiền xì ke lên cao. Thôi thế cũng xong, giấc mộng qua Mỹ của Tùng kể như hoàn thành vượt chỉ tiêu. Sống bên người vợ ngoại quốc, có dịp tìm hiểu thêm một nền văn hóa mới. Thời gian cứ thế mà trôi, đưa Tùng bước sang một khúc quanh mới. Bởi lửa gần rơm, ái tình và dục vọng bén rất nhanh, cả hai người chẳng ai nghĩ đến việc chia tay nữa. Gần gũi Rita vài tháng, những ấn tượng về đàn bà Mỹ trong đầu Tùng dần dà thay đổi hẳn. Không đúng như Tùng vẫn hình dung trước đây, Rita có nhiều điểm dễ thương chẳng khác phụ nữ Á Đông bao nhiêu. Khi chẳng mệt mỏi, Rita chăm sóc tận tình. Khi nàng cảm mạo nhức đầu, nàng cũng sẵn sàng cởi áo cho Tùng, xoa dầu cù là cạo gió. Tình yêu của nàng mãnh liệt và sung mãn, thể hiện qua những cuộc ái ân đêm 7 ngày 3, làm Tùng đôi khi mệt mỏi đến rã rời. Tuy thế, nàng vẫn không quên món nợ 1.500 với lãi suất 24% mà Tùng đã hứa với nàng. Nàng cũng tỏ ra quán xuyến việc nhà không thua gì đàn bà Việt Nam. Công việc hàng ngày nàng phân chia rất rõ rệt. Chẳng hạn Tùng hút bụi thì nàng rửa chén. Thời khóa biểu được viết trên mảnh giấy, dán ngay ở cửa tủ lạnh để Tùng đừng quên nhiệm vụ. Nói chung, đó là một cuộc sống êm đềm hạnh phúc. Một túp lều tranh, hai trái tim vàng, hai cái check welfare. Đêm đêm, chàng ngồi đọc sách, nàng nằm hút xì ke. Cổ kim dễ gì có cặp nào sống thần tiên hơn. Một buổi chiều, Rita đi uốn tóc. Một mình Tùng ngồi nhà gác chân lên bàn, khoan khoái xem tivi. Bỗng nghe có tiếng gõ cửa, chàng lật đật chạy ra mở. Thấy một gã đàn ông cao lớn rành ràng, tay cầm lon bia, trợn mắt nhìn chàng và sắc sược hỏi: "Mày là ai? Rita có nhà không?" Tùng bực mình vì thái độ hỗn láo của gã, sẵng giọng đáp: "Tao là chồng của Rita đây, mày là ai?" Gã không thèm trả lời, lập tức nắm cổ áo Tùng, nhấc bổng chàng lên, đặt sang một bên rồi đẩy cửa xăm xăm bước vào. Tùng bắt đầu sợ, nhưng vẫn xông vô nói cứng: "Mày ra ngay khỏi nhà tao, không tao kêu cảnh sát bây giờ." Gã không chú ý đến Tùng, lao vào buồng ngủ tìm Rita. Không thấy nàng đâu, gã trở ra phòng khách, đứng nhìn quanh khắp lượt, rồi thản nhiên ngồi xuống sofa và bảo: "Tao mới chính là bồ của Rita, vừa ở tù ra. Tất cả đồ đạc trong nhà này đều là của tao hết. Hoặc tao mua, hoặc tao đi ăn trộm mang về. Mày nói mày là chồng của Rita hả? Nó dám phản bội tao để lấy một thằng Chinese guy như mày sao? Tao sẽ trừng trị nó." Tùng tái mặt rút lui ra ngoài, xuống sân đứng chờ. Cả tiếng đồng hồ sau Rita mới trở về. Tùng vội túm lấy, nói cho nàng biết thằng bồ cũ đang đợi trong nhà. Rita nhìn Tùng tội nghiệp nói: "Nó chưa đánh anh là may lắm đấy. Để em vô nói chuyện với nó, anh đừng vào." Tùng nghe lời, ngồi ngoài hành lang đợi. Chàng nghe tiếng hai người cãi vã khá lâu, rồi thằng kép của nàng hầm hầm bỏ ra. Tùng vội chạy thụt vào phòng giặt, tránh mặt. Một lúc sau gã trở lại với hai thằng bạn nữa, khiêng hết máy móc, tivi và dàn nhạc của Rita chất lên xe. Trước khi phóng đi, gã quay lại bảo Tùng: "Ê, Chinese guy, mày nhỏ con như thế làm sao mày chịu nổi nó? Tao còn chịu không nổi đấy mà." Rồi gã cười sằng sặc và vù xe đi. Rita gọi Tùng vào và an ủi: "Kệ nó, toàn là đồ ăn cắp của người ta. Em tống nó đi cho khuất mắt. Từ nay nó không dám trở lại quấy rầy anh nữa đâu." Tùng gượng cười, nhưng trong lòng vẫn phập phồng lo sợ. Tuy nhiên,
Đúng như lời Rita nói, thằng kép cũ sau khi khuân hết đồ đạc đi, không còn liên lạc với Rita lần nào nữa. Hoặc có, mà chính Tùng không hề biết. Cuộc sống của Tùng trở lại bình thường bên người vợ tóc vàng, êm đềm đếm thời gian trôi qua. Rồi một hôm Rita òn ẻn báo tin nàng có bầu. Tùng tái mặt như người trúng gió, lộng giả thành chân, yêu chơi hóa ra thật. Chẳng lẽ ăn đời ở kiếp với nó hay sao? Tùng hốt hoảng điện thoại cho Lưu, nhưng Lưu không hề nói một tiếng phân yêu, mà trái lại còn cười sằng sặc để chúc mừng Tùng. Tùng vô cùng hối hận. Mấy tháng nay vì ham vui, thú vui xác thịt, đã không nhắc Rita vấn đề ly dị như thuở đầu đã bàn tính. Lưu thì vội vã rêu rao khắp thành phố về đứa con sắp chào đời của Tùng. Tùng buồn quá chẳng biết tính sao. Chàng không thể xúi Rita phá thai, bởi đó là việc ác đức, uổng công chàng từng ăn chay mỗi năm 2 ngày. Chàng u buồn nghĩ đến Thu ở Việt Nam, người tình mà chàng vẫn mong đợi mòn mỏi suốt mấy năm qua. Thư nào viết về Tùng cũng hãnh diện khoe sự chung thủy của mình, không hề bị bóng hình nào khác lôi cuốn. Và Thu thì dĩ nhiên hết sức tin tưởng, đâu có biết rằng dù Tùng muốn rẽ ngang cũng chẳng có ai để chàng phản bội Thu. Bây giờ thì mọi sự đã đổi thay. Từ đây Tùng kể như đành an phận, mộ yên mà đẹp bên cạnh Rita, chờ đứa con đầu lòng chào đời mà thôi. Để chuẩn bị cho tương lai đứa con, và cũng để thể hiện tinh thần trách nhiệm của một người cha bất đắc dĩ, Tùng lao đi tìm việc làm, và chàng may mắn được nhận vào chạy máy trong hãng chế tạo vỏ chai ở ngoại ô thành phố. Riêng Rita thì có bầu hay không có bầu cũng chẳng khác gì nhau. Nàng vẫn rong chơi, nhảy nhót, mặc quần jean bó sát và đi giày cao gót. Bụng lớn trình hình gần đến ngày đẻ rồi, vẫn hút thuốc, uống rượu, thức khuya và không hề mở miệng nhắc Tùng sắm sửa các thứ lặt vặt cho đứa bé sắp chào đời. Tùng buồn lắm, rõ ràng chàng thấy Rita chưa sẵn sàng để đóng vai người mẹ. Những buổi chiều buồn, đi lang thang ngoài phố, Tùng tha thiết nhớ Canada, mảnh đất hiền hòa mà chàng đã dại dột từ bỏ. Chàng oán trách Lưu đã dụ chàng vào con đường bế tắc, đẩy cuộc đời chàng ra một ngã rẽ không ngờ. 9 tháng 10 ngày, thằng con mắt xanh ra đời, lưa thưa mái tóc vàng, trông vừa dễ thương vừa dễ ghét. Lưu ghé thăm, ôm một đống tã tới làm quà và cười cười bảo Tùng: khuôn mặt thì giống mẹ, tai mũi họng thì giống bố. Dứt lời, gã ré lên cười và khệnh khạng ra về. Tùng đặt tên con là Tôn Thất Sắc để ghi nhớ cái giây phút chàng tái mặt khi nghe Rita báo tin có bầu. Thằng nhỏ mới chào đời mà hình như đã mang sẵn mối sầu vạn cổ trong lòng, cho nên đêm nào cũng khóc oằn ngoại, làm Tùng thường xuyên mất ngủ. Công việc trong hãng vất vả mà về nhà thì không ngủ được, nên Tùng thường lờ đờ, vật vã. Thỉnh thoảng Lưu tạt qua, thấy Tùng xanh xao bế con đi tới đi lui trong phòng, hát ru bằng cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh, mà thằng bé cứ khóc ré lên, dỗ thế nào cũng chả nín. Lưu hóm hình giải thích: theo tử vi thì nó sinh nhằm giờ dạ đề, mày phải cúng sao giải hạn, không thì nó sẽ khóc đủ 100 ngày mới thôi. Nhìn mặt Lưu lúc này, Tùng chỉ muốn vùng lên đấm vào mặt nó cho hả giận. Rõ ràng Lưu đang coi nỗi đau khổ của chàng là một niềm vui để thưởng ngoạn. Đối với Rita, Tùng lại càng bực hơn. Nàng chỉ nằm nghỉ có 3 tuần rồi lại tiếp tục ăn chơi như cũ. Lạ thật, xưa kia ở quê nhà, Tùng đã thường thấy các bà sau khi sanh phải nằm than, uống nước đái, cuốn khăn kín mít, tránh ra ngoài vì sợ nắng sợ gió, có thể sinh ra cái bệnh mà người ta gọi là bệnh hậu sản. Bên này thì đẻ xong cũng như không, chẳng kiêng cữ gì cả, lại vẫn ăn mặc thời trang, đi giày cao gót và cười đùa ầm ĩ cả nhà. Những ngày cuối tuần, Rita thường mướn người đến giữ con rồi lôi Tùng đi party y như lúc còn son trẻ. Tùng buồn vô hạn, bao nhiêu ấn tượng xấu về đàn bà Mỹ tưởng đã phai nhạt hẳn, giờ đây lại trở về trong trí Tùng một cách mãnh liệt. Chàng thấy rõ
lấy vợ Mỹ là một sai lầm cực kỳ vĩ đại trong cuộc đời. Bởi dù đã làm mẹ rồi, Rita vẫn không biểu lộ chút trách nhiệm nào cả. Thư của Thu ở Việt Nam vẫn tiếp tục gửi sang. Nhiều lần Tùng không dám bóc ra, chỉ nhìn cái phong bì vàng ố dán bằng cơm nguội với mấy hàng chữ quen thuộc của người tình xưa đã đủ làm chàng rơi nước mắt rồi. Tùng lúc này đã chuyển sang ca đêm, lại xin làm thêm giờ phụ trội, lợi tức thêm được chút ít nhưng cũng chả thấm vào đâu vì mức chi phí tăng vồn vụt. Tiền sữa, tiền tã cho con, phấn son và xì ke cho vợ, thứ nào cũng tốn cả. Credit card thường xuyên xài hết mức, tháng tháng chỉ trả nổi tiền lời vì Rita đi shopping liên tục. Chàng thấy buốt nhói, nhớ tiếc Canada, nhớ bà hàng xóm tốt bụng đã khuyên chàng đừng đi. Chàng thèm sống lại những ngày độc thân thanh thản trong một xã hội không bon chen, không đua theo tiền bạc như nước Mỹ. Nhưng thôi, tất cả đều đã muộn mất rồi. Một buổi chiều, hai vợ chồng đang ăn cơm thì Louis, con bạn thân của Rita, mò tới. Louis chỉ thoáng nhìn Tùng, miệng nói hai một cách thủ tục, rồi quay ngay sang Rita hớn hở báo tin. Mày biết gì chưa? Rita kéo ghế cho Louis rồi tròn mắt hỏi lại. Cái gì? Chắc phải là một tin vui mày mới đến đây báo cho tao biết. Louis gật đầu run run đáp. Thằng chị Mew Walker mới trở lại thành phố. Lập tức Rita quẳng mũ nghĩa, đứng bật dậy ôm chầm lấy Louis, rồi cả hai cùng reo hò như vừa trúng số. Tùng vừa kinh ngạc vừa bực bội, cố nhớ xem cái tên Jimmy Walker khốn nạn đó có phải là một người tình cũ của vợ chàng hay không. Nhưng chàng nghĩ không ra, mà Tùng làm sao biết hết mọi người tình của Rita được. Bởi trước khi lấy Tùng, ít lắm Rita cũng đã ngủ với vài chục người, kể cả Lưu. Tùng cúi xuống yên lặng, nuốt cho xong bữa cơm. Rita và cô bạn tiếp tục hí hửng đùa giỡn bên cạnh, làm như không hề có mặt Tùng. Sau vài câu trao đổi của hai người, Tùng hiểu ra Jimmy là một thằng male stripper nổi tiếng. Nói nôm na là một gã đàn ông múa cởi chuồng trên sân khấu cho các bà coi chơi. Tùng ứa gan hầm hầm đưa mắt nhìn vợ. Chao ôi, đàn bà vốn là loài trời xanh cho tấm thân thẩm mỹ và thế gian đồng ý gọi là phái đẹp, thì múa khỏa thân là điều tự nhiên. Còn đàn ông, thằng nào cũng xương sẩu, vêu vào, lông lá, đâm ra tua tủa, trông thấy chán thấy mẹ, thế mà lại làm cái nghề cởi chuồng thì coi sao được. Tùng thấy đắng chát trong cổ, nén tiếng thở dài nhìn thằng Tôn Thất Sắc đang bò lê la dưới gầm bàn, nước dãi chảy lòng tòng nhỏ xuống, mảng xuống ngực. Chàng buồn cho mình và đứa con bất hạnh. Tùng cúi xuống bế nó lên, đặt lên trên đùi, rồi út ức bảo vợ. Cô muốn coi đàn ông cởi chuồng phải không? Cô mở nhạc đi, rồi tôi múa cho cô coi. Rita và cô bạn ngừng nói, chố mắt nhìn Tùng. Louis hỏi lại làm như chưa nghe rõ. Ông múa thoát y à? Vừa nói nàng vừa đăm đăm quan sát Tùng, rồi trong khoảnh khắc bỗng ré lên cười sằng sặc, khiến vợ Tùng nhịn không nổi cũng cười theo. Thằng con Tùng không hiểu gì, ngơ ngác nhìn bố, nhìn mẹ, rồi cũng nhoẻn miệng cười phụ họa. Tùng chán nản bỏ vào phòng, nằm lăn ra giường. Làm ca đêm đã mấy tháng, chàng vẫn chưa quen mắt, nên lúc nào cũng thấy lừ đừ. Nhất là thằng con đang ở tuổi phá phách, ít khi nào để Tùng ngủ yên một giấc dài. Louis về rồi lập tức Rita mở phone book tìm người giữ trẻ. Tùng từ phòng lao ra giật cái ống điện thoại trên tay nàng và mắng. Đàn bà có chồng đi xem đàn ông múa cởi chuồng đã là một điều xấu, huống chi lại bỏ con để đi. Cô có thể làm như vậy được sao? Cô muốn coi cũng được, nhưng chờ tối thứ sáu tôi nghỉ ở nhà giữ thằng Sắc cho cô đi. Rita bực bội đáp lại. Nhưng em đã gọi babysitter coi nó rồi, lo gì? Em đã hẹn với con Louis rồi. Nếu anh không muốn giao con cho babysitter thì anh phone vào sở, nghỉ tối nay ở nhà với nó. Và nàng lại tiếp tục quay số điện thoại. Biết có ngăn cản cũng chẳng được, Tùng đành buông xuôi bế đứa con vào giường. Rita rượt theo và chìa tay hỏi. Anh có tiền mặt cho em vài chục? Tùng lạnh lùng đáp. Trong túi quần ấy, lấy ít thôi, tôi còn phải đổ xăng. Ngồi trong nhà máy 8 tiếng đồng hồ, Tùng chán nản vô cùng. Chàng nghĩ đến Thu giờ này đang mong ngóng tin chàng, nghĩ đến Rita giờ này đang đùa cợt trước sân khấu male stripper, và đến Lưu
giờ này đang ngủ say trên chiếc giường waterbed. Bực mình, Tùng phone cho Lưu, lôi cổ Lưu dậy để xì vả về cái tội đã rủ Tùng qua đây, và nhất là về cái tội tày trời là đã xúi Tùng chung sống với Rita. Dù đang rất buồn ngủ, Lưu cũng tiếp chuyện Tùng một cách niềm nở, lâu lâu cười ầm lên trong phone khiến Tùng càng ứa gan, chửi thề liên tục rồi cúp máy. Buổi sáng hết giờ làm, Tùng không thèm về ngay. Nghĩ đến cuộc vui đêm qua của Rita bỏ con ở nhà để đi coi đàn ông múa sexy, Tùng thấy đắng chát trong cổ. Chàng lang thang ra phố, đôi mắt đỏ lừ nhướng lên nhìn buổi bình minh úa vàng thảm não. Ngang qua một văn phòng luật sư, chàng đứng tần ngần một lúc rồi rẽ vào, dù không hề định trước. Mới 9 giờ sáng, văn phòng chưa có ai. Tùng cởi jacket máng lên vách rồi tự động ngồi xuống dãy ghế kê sát tường, vớ đại tờ báo mở ra xem. Nhưng chỉ mới lật thoáng vài trang, ông luật sư đã từ sau cánh cửa kiếng bước ra, niềm nở đón tiếp người thân chủ đầu tiên trong ngày. Nhìn nét mặt chảy dài của Tùng, luật sư hỏi: "Ông cần tôi giúp gì?" Tùng đáp gọn: "Tôi muốn ly dị." Luật sư chắc ế khách cho nên khoan thai mời Tùng vào phòng riêng, tự tay pha cà phê cho chàng và hỏi: "Cả hai bên cùng đồng ý chứ?" Tùng lắc đầu: "Tôi không cần biết con vợ tôi có đồng ý hay không, nhưng nó là người có lỗi." Luật sư nhướng mắt gật đầu nói như reo: "Vậy thì tốt. Đâu, vợ ông có lỗi gì? Chắc là ngoại tình và ông bắt được quả tang có quay phim hay là chụp hình?" Tùng ú ớ không biết trả lời ra sao, đành nói đại: "Nó bỏ con ở nhà đi coi đàn ông múa khỏa thân." Ông luật sư ré lên cười rồi giải thích: "Coi đàn ông cởi chuồng không có tội gì cả, chính vợ tôi cũng vẫn hay đi coi hàng tuần." Rồi ông thân mật nhoài người lại phía Tùng và thoải mái nói thêm: "Ông có biết tại sao bây giờ đàn bà người ta thích coi đàn ông vũ sexy không? Không phải là vấn đề sex đâu nhé. Ông mà nghĩ như thế là lầm đấy. Là vì từ xưa đến nay, bọn đàn ông chúng mình chuyên nhìn đàn bà khỏa thân múa may trên sân khấu. Ta coi họ như một thứ để giải trí. Bây giờ phong trào đòi bình đẳng, đòi giải phóng phụ nữ lên cao, cho nên họ cũng muốn nhìn đàn ông chúng ta múa may trước mặt họ. Nghĩa là họ cũng coi chúng ta là thứ để họ giải trí, giống như chúng ta vẫn coi họ từ trước đến nay. Ông hiểu chứ? Thử hỏi ông, ông hay tôi cởi chuồng ra coi có được không? Nói xin lỗi chồng chán thấy mẹ chứ đẹp đẽ gì. Nhưng đó là quyền của họ. Vợ ông đi coi, ông không thể kết tội bái được." Giảng xong bài học về nam nữ bình đẳng, luật sư nhìn Tùng nửa đùa nửa thật: "Mà trái lại, ông mà cấm bà xã ông đi coi, bà ấy còn có thể thương về tội vi phạm nhân quyền cái đấy." Tùng chán nản ngồi yên. Luật sư hỏi thêm: "Thế ông có con chưa?" Tùng gật đầu: "Dạ có một đứa." Luật sư gật gù: "Vậy là ông phải cấp dưỡng đấy. Ông đã nghĩ kỹ chưa? Nếu mà ông dứt khoát ly dị thì tôi tiến hành thủ tục. Ông muốn giữ đứa con hay là để vợ ông nuôi nó?" Tùng không muốn nghe tiếp, bởi thật sự chàng chưa chuẩn bị sẵn cho vấn đề này. Chàng tạt vào đây chỉ là tình cờ trong lúc chán nản mà thôi. Chàng uống thêm húp cà phê rồi đứng dậy từ giã. Vị luật sư gọi giật lại và bảo: "Xin ông trả lệ phí 20 đồng. Tùng ngơ ngác: "Lệ phí gì?" Luật sư cười hiền hòa: "Đúng ra thì mỗi câu ông hỏi tôi trả 20. Ông hỏi tôi đến mấy câu mà tôi chỉ lấy có 20, tức là tôi tính giá đặc biệt cho ông lắm rồi đấy." Tùng moi túi, luật sư chìa tay nhận tờ giấy 20, trao cho Tùng tấm danh thiếp rồi hân hoan tiễn chàng ra tận cửa. Ông dặn Tùng: "Ông về suy nghĩ lại đi, rồi có gì thì cho tôi biết." Tùng ra xe ngồi yên lặng không mở máy, chàng nghĩ đến cuộc đời bế tắc trước mặt, không biết giải quyết thế nào. Mặt trời vừa lên khỏi dãy nhà cao ốc phía bên kia đường, chiếu thẳng vào mặt Tùng, làm chàng nghiêng đầu sang một bên, tựa vào cửa xe và nhắm mắt lại. Chỉ vài phút sau, cơn mệt mỏi đưa chàng vào giấc ngủ.
chàng thiếp đi rất lâu, mãi đến khi một nhân viên cảnh sát đập vào cửa xe nhắc chàng rời đi chỗ khác, chàng mới giật mình ngơ ngác phóng về nhà. Rồi thời gian cứ thế mà trôi, rất chậm, rất nản. Có lúc Tùng đã dứt khoát ly dị hẳn Rita, nhưng nhìn lại thằng Tôn thất sắc, chàng lại mủi lòng, không nỡ. Bởi dù sao con có mẹ cũng vẫn hơn. Thôi thì cứ đành kéo dài cuộc sống buồn tênh, chờ con chàng lớn chút nữa sẽ tính sau. Thằng Sắc lên 2 tuổi thì Tùng bỗng nhận được tin Thu đã vượt biên đến Nam Dương, hối thúc chàng lo thủ tục bảo lãnh. Tùng lặng người không biết tính sao. Chàng phun cho Lưu rồi buốt nhói ra hành lang đứng nhìn dòng xe cộ vùn vụt qua lại trước mặt. Một lúc sau chàng thấy Lưu phóng xe qua đậu trước cửa và hớn hở lao vào gặp Tùng. Sau vài câu thăm hỏi, Lưu tự động cầm lá thư của Thu trên bàn ăn mở ra xem, rồi hân hoan bảo Tùng: Thôi mày kẹt rồi thì để tao, tao sẽ bảo lãnh Thu sang đây sống với tao vậy.